Vừa rồi ấy là mình nghe phần mềm, bây giờ mình sẽ nghe phần cứng. Mình biết cái máy tính đúng không ạ? Nó có một cái phần mềm và cái phần cứng. Thì cái phần mềm nó vô cùng quan trọng ở trong kinh doanh Amway, đó là cái lập trình tư duy của mình, là những cái quan niệm thái độ chuẩn xác ở trong kinh doanh Amway. Và khi mà mình muốn làm thì hiển nhiên mình phải có những cái kỹ năng. Vậy thì ở trong kinh doanh Amway kỹ năng thì rất nhiều các anh chị. Mình cần kỹ năng gì ạ? À? Minh Họa. OBB. Gì ạ? À? Nói vì sao làm Amway chính xác. Tiếp theo ạ? À? Hết rồi ạ? À? Có ba kỹ năng này ạ? À? Muốn sức là bây giờ mình học nè. Gì nữa ạ? À? Muốn người đưa người đến đại hội thi. Phải phát động đại hội thành công. Hoạt động xong nhưng mà người ta không đến đại hội thành công bởi vì mình sao ạ? À? Theo sát không có tốt nên cần kỹ năng theo sát. Và chúng ta muốn làm những chương trình thì chúng ta phải có kỹ năng tổ chức hội nghị. Hội nghị thì phải có ông làm gì ạ? À? Ông đứng trên đây nè, mời người lên là gì ạ? À? Kỹ năng làm MC đúng không ạ? À? Nó có rất nhiều phần việc vào đây. Chúng ta có các lãnh đạo đang hỗ trợ mình là gì rồi gì ạ? À? Đại hội thành công thì ta cần soát vé, ban trật tự, rất là nhiều những cái công tác khác nhau. Cho nên ở trong Amway á, mình làm á, thì mình sẽ cần nhiều cái kỹ năng đúng không ạ? À? Vậy thì kỹ năng nào mà nếu mình làm tốt á, thì gọi là sao, kỹ năng quan trọng hàng đầu trong các kỹ năng ở trong Amway chính là kỹ năng ABC. Anh Tâm nói là ABC là ABC và phối hợp. Bởi vì sao? À, khoan để Lan chia sẻ, tại vì có một số anh chị mới trong hệ thống mình đúng không ạ? À? Chắc là cũng chưa quen biết. Nên Lan giới thiệu một chút xíu về bản thân mình. Lan tên đầy đủ là Lê Anh Lan. Thì trước khi mà Lan đến với kinh doanh Amway á, thì ngành nghề truyền thống là một kỹ sư về vật liệu. Và Lan cũng có cái mơ ước được làm chủ, cho nên đã từng ra ngoài để làm một số chủ nhỏ và khổ chủ. Ví dụ như là cùng hùng hạp với gia đình để kinh doanh về đồ uống, rồi phá sản. Sau đó kinh doanh về đồ ăn thì cũng phá sản. Mở công ty với bạn kinh doanh thực phẩm thì chưa có kịp bắt đầu thì biết em quay. Vừa mới bắt đầu thì biết em quay. Nên là mình cũng có một cái mơ ước, nhưng mà với một cái gọi là gì, mình tự đánh giá bản thân mình là không có cái năng khiếu về kinh doanh. Đồng vốn thì cũng không có, kinh nghiệm thì cũng không có, cho nên thực sự là để thành công ở ngoài truyền thống rất là khó. Thì Lan may mắn là Lan biết được cơ hội kinh doanh Amway đến từ một người đồng nghiệp tên là lãnh đạo Lê Tấn Sĩ. Thì khi mà Lan biết về đại hội thành công, Lan biết về Amway á, thì Lan cũng trải qua một cái hành trình học tập và tìm hiểu rất là kỹ lưỡng, cùng đi đại hội thành công ở nước ngoài rất là nhiều lần. Rồi sau đó thì bắt đầu bắt tay và làm Amway. Thì khi mà Lan mới làm Amway á, nói thật với các anh chị là bản thân Lan em chia sẻ sạch sành xanh. Và những người đó thì mình tự chia sẻ chết sạch sành xanh. Giống thầy Trần Hiểu Vân đúng không ạ? Bởi vậy tiềm năng có thể 28 năm, 29 năm sau giống thầy Trần Hiểu Vân. Đúng không ạ? Đó thì Lan chia sẻ chết sạch sành xanh là bởi vì sao ạ? Bởi vì ngày hôm nay mình hiểu là mình chưa có thực sự, mà người mới thì lấy đâu mà vững vàng trong Amway ạ? Kỹ năng ở đâu ra, xử lý tình huống thì sẽ làm sao được đúng không ạ? Nhưng mà mình cứ tự tin là mình biết minh họa sản phẩm, mình biết OBB, và đó là bạn mình, nó quen với mình rồi, nó cũng tin tưởng mình là mình xông ra mình nói thôi. Và bởi vì mình không biết xử lý những vấn đề khi sau khi mình chia sẻ, nên bạn bè cũng không ai không giải đáp được vấn đề của họ, và họ cũng không tin tưởng, họ không đi theo. Thì đến ngày hôm nay thì rất lâu về sau ha, thì mới có thể bào trợ ra một người bạn hơi thân thân tí, một người bạn thân, và từ đó thì ra được là anh Tần. Còn lại cả nhà thấy là những người bạn thân của Lan là đã gọi là gì ạ? À? Đã tan phá, tan sát ở giai đoạn đầu tiên mới làm Amway. Nên cái bài này á thực sự rất là quan trọng đối với những anh chị và những người bạn mới tham gia về Amway. Bởi vì giai đoạn đầu của Amway chúng ta không có kỹ năng, chúng ta không có năng lực, thì rõ ràng là phần lớn các công tác của chúng ta là đều là mượn sức. Mà mượn sức thì sao ạ? À? Phải biết cách mà mượn, mượn một cách có giá trị đúng không ạ? Chúng ta mượn sức tuyến trên, chúng ta mượn sức đội nhóm, chúng ta mượn sức chương trình, thì chúng ta phải cho một cách có giá trị, thì chúng ta phải biết cách cho đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là giờ khi mà mình mượn sức một người nào đó đến giúp đỡ mình, thì một cái công việc của nhiều người có mặt cùng ở đó thì chúng ta phải có kỹ năng là phối hợp. Còn không hai ông mà tranh nhau nói rồi, hoặc là người này nói mình nói leo vô thì nó sẽ giống như là một cuộc gì ạ? Họp chợ đúng không ạ? Nên là phải cần cái kỹ năng là phối hợp. Vậy thì ở trong cái kỹ năng ABC phối hợp thì nó có ba cái chữ A bờ cờ. A bờ cờ thì nói đơn giản nó là nghệ thuật quảng bá.
Cả nhà mình có ai từng là đi gọi là gì kể cho bạn mình về một bộ phim không? Kể về một người mà mình rất thích không? Đúng không ạ? Rồi kể về một cái sản phẩm nào mình trải nghiệm mình rất là thích hoặc là đã từng làm mai mối chưa? Có đúng không ạ? Có chuyên gia làm mối mà đã từng gì đó, thành công gì lấy được chồng nhiều làm mối à, bằng heo ở đây đúng không ạ? Vậy thì á, quảng bá nói đơn giản là gì ạ? Quảng bá là nói tốt á, nói xấu thì không gọi gì là quảng bá nữa rồi. Nói tốt nhưng phải nói trên sự thật, cho nên nó khác với quảng cáo. Lan hy vọng là các anh chị quảng bá chứ không phải là đi quảng cáo nha, tại vì quảng cáo nói láo ăn tiền, nói vậy nhưng không phải vậy, mua về sai là biết là hố đúng không ạ? À? Đó, cho nên là quảng bá là chúng ta nói tốt nhưng dựa trên sự thật đó. Vậy thì á, A, B, C, cái kỹ năng này gọi là ABC thì nó sẽ có ba cái đối tượng A, B và C. Thì trong đây là C là customer, customer là khách hàng, là đối tác tiềm năng. B là gì ạ? ABC, B là bạn. Tiếng Anh á, B là bridge, là cây cầu nối, người làm mai. Đúng không ạ? Mình làm mai cho một người đến với Amway và mình sẽ trở thành người bảo trợ. Đúng không ạ? Còn A là gì ạ? A là tất cả những gì liên quan đến cái mà mình muốn quảng bá đến cho ông C này này, bất kỳ cái gì, đúng không ạ? Trong đây cụ thể là mình nói những cái thứ liên quan về Amway, hoặc là không phải em quay cũng được, đôi khi mình chỉ là cho họ một cái tư duy làm giàu thôi, nhưng mà đó là cũng là quảng bá một cuốn sách chẳng hạn, đúng không ạ? À, vậy thì á, Lan sẽ liệt kê những cái A mà thường mà chúng ta hay mượn sức. Số 1 là gì ạ? Số 1 là cái ông mà muốn mình thành công nhất á, mà ông mà gì à, ông mà chắc chắn là phải thương yêu mình nhất ở trong cái môi trường em quay đúng không, và ông nó mong mình thành công hơn cha mẹ mình nữa, đó chính là mong mình thành công trong em quay hơn cha mẹ mình trong em ơi. Đó là tuyến trên rồi. Về con người thì còn có ai nữa, mình liệt kê đi, người, sự kiện, rồi vật đó, tuyến trên rồi. Thầy, thầy thì gọi là thầy là gì ạ? À? Thầy và ai nữa ạ? Thầy cũng là con người. Tiếp theo ai nữa ạ? Nói chung là người thành công đúng không ạ? À? Chung thầy là người thành công, các lãnh đạo Grado Nam A là người thành công, những lãnh đạo khác ở trong hệ thống đều là những người thành công. Người thành công tiếp theo ạ. À, con người còn có ai ạ? À, người chưa thành công có mượn sức được không? Được, hơi bị tốt luôn đúng không? Là ai ạ? À, là đồng bọn đúng không? Là đồng bọn, là tuyến ngang này, cái gì ạ? À, tuyến dưới mượn sức được không ạ? À, quá được chứ đúng không? À, tuyến ngang, tuyến dưới, tuyến ngang là tuyến bàn đó, đôi khi không phải tuyến ngang luôn, có nghĩa là một cái tuyến ở hệ thống khác, là một cái nhà phân phối nào đó thôi đó, các cái nhà phân phối. Ai nữa à? Người như vậy là cũng là hòm hòm rồi đúng không ạ? À, bình thường mình cũng hay mượn sức là mượn những cái con người như thế này. Rồi tiếp theo là vật ABC, về cái thứ gì ạ? À, cái vật, cái công ty hả, cái sản phẩm. Đúng rồi, mình mà biết ABC về cái sản phẩm là mình sẽ chia sẻ được rất nhiều cái sản phẩm đúng không ạ? Còn gì nữa? Rồi công ty, công ty rất là nhiều lịch sử, rồi tầm có ở quy mô, rồi siêu thị của công ty, đủ thứ về công ty đúng không ạ? Triết lý kinh doanh của công ty, kể những câu chuyện về công ty. Số 6 là gì ạ? Hệ thống là đây nè, người thành công nè. Hệ thống còn có cái gì ngoài người thành công ạ? À, hệ thống còn có đúng chương trình. Rồi, quên nha. À, thì chương trình hội nghị gia đình, các thể loại chương trình, các loại hội nghị trong em quay. Ở trong con người á, lăn xót một cái nhóm. Mà hồi nãy bạn Hà Thủy đang định mượn sức khách hàng. Đúng không ạ? Mượn sức khách hàng để chia sẻ cho khách hàng là một điều rất tuyệt vời. Đó. Nên là mình xót cái này. Rồi. À, cái này là người thành công về sản phẩm, khách hàng là người thành công về sản phẩm. Rồi còn gì ạ? À, vật còn cái gì? Video, ghi âm, sách, nói chung là các cái tư liệu. Rồi,
Có ở này mà nếu biết mượn sức cái này là đảm bảo là các anh chị đã đầy đủ các cái công cụ để mà mình có thể phát triển và thành công. Và mình hãy quan sát một điều ở trong hệ thống. Khi mà mình đi hội nghị nhiều, mình quan sát thử. Mình quan sát ai là người rất biết mượn sức người khác và họ có những cái đặc điểm gì. Những người biết mượn sức họ thường có đặc điểm gì. Bởi vì mình muốn biến mình thành một người biết mượn sức mà. Cho nên mình coi thử là họ có cái đặc điểm gì. À, và các anh chị có thấy là rất là kỳ lạ không ạ? Có những người á, ví dụ như chị Hoa anh Trường, công nhân 23 năm, nói năng cũng chẳng có gì gọi là khéo léo, đúng không ạ? Nhưng họ chỉ làm một năm họ lên Platinum thôi. Nhưng có người là tiến sĩ, giáo sư làm Amway hoài không được bỏ cuộc rồi. Là bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái người mà họ làm nhanh á, và đặc biệt nhanh ở những giai đoạn đầu tiên, khi họ chưa có năng lực mà họ thành công. Ví dụ như Lan nhớ là anh Trường làm cũng tương đối là nhanh. Anh Trường làm lên 15% chưa biết OBB. Nhưng đừng ai sao chép anh Trường nha. Không ạ? Chị Hoa cũng là người làm lên 15% chưa biết OBB, nhưng không biết OBB nhưng lại rất biết cách mượn sức. Chị Hoa là mọi người nghe kể câu chuyện của chị Hoa là chị Hoa như thế nào ạ? À? Biết cách kể về sản phẩm nên mượn sức sản phẩm bằng việc là gì ạ? Chia sẻ vì sao là mình là chia sản phẩm nó tốt như thế nào. Đấy, chị đang mượn sức sản phẩm, chị đã kể về sản phẩm đúng không ạ? Chị biết mượn sức tuyến trên nó là gì ạ? Nhờ anh Hiếu Duy OBB cho chị. Đại hội thành công á, chị không biết cái gì nhưng mà chị nói về đại hội thành công tuyệt vời. Chị chia sẻ được cái cảm nhận của chị về đại hội thành công và những cái điều tâm đắc của chị từ đại hội thành công. Chị rất yêu đại hội thành công, chị truyền được cái cảm giác, cảm xúc đó và những cái điều đó với người khác. Thế là chị đưa được những người giống giống như chị đến đại hội thành công, đưa một đoàn người đến, cái thế là sao ạ? Cái là lên pin. Lên pin, đúng không ạ? Mình không giỏi mình đưa đến những người giỏi là để hỗ trợ đào tạo cho mình. Thế là chị ấy lên pin. Cho nên tại sao chị ấy trong một cái thời gian ngắn ngủi mà chị ấy lại làm được những cái điều mà những người có bằng cấp, có trình độ, nói năng giỏi giang nhưng lại không làm được. Đó là chị ấy là một người rất biết mượn sức. Đó. Rồi. Vậy thì để mượn sức tốt thì phải như nào? Những người như nào sẽ mượn sức tốt? Đặc điểm của người biết mượn sức tốt, cả nhà thấy họ như nào ạ? À? Vô cùng khiêm tốn, tại vì những người khiêm tốn mới khen nổi người khác thôi. Mà có thể khen thật lòng người khác, gặp ai cũng khen được. Thì bởi vì bản thân họ thấy là họ học hỏi được nhiều từ những con người đó. Họ nhìn ai cũng hay, nhìn ai cũng tốt, nhìn ai cũng có ưu điểm á. Nên là họ khen được tất cả mọi người. Đúng không ạ? Còn giống như là anh Lan khen người khác khá khó. Tại vì mình là một có một cái con mắt của một cái nhà gì phân tích. Một cái nhà gọi là gì, một cái quan tòa. Cái đó là một cái gọi là gì, một cái tính cách. Nó hình thành từ khi rất là nhỏ. Và mình khi mà mình quan sát một người hay mình thấy người ta, mình hồi nào mình cũng nhìn được cái khuyết điểm của họ trước. Đây là một cái cần phải sửa đổi trong cái quá trình làm Amway. Và đây cũng là một cái trở ngại rất là lớn khi Lan làm Amway. Tại vì Lan làm việc với ai Lan cũng thấy vấn đề. Ông tuyến trên cũng có vấn đề, ông tuyến ngang cũng có vấn đề, ông tuyến dưới cũng có vấn đề. Khách hàng, đối tác gì đều có vấn đề hết. Đó, cho nên là cái chỗ đó là bởi vì mình tiêu cực, đúng không ạ? Nên là những cái người mà họ muốn sức tốt đầu tiên là rất là khiêm tốn. Mình là chỉ để cho người khác khen. Khi mà mình đến một chương trình nhá, người ta nghe đều tâm đắc mà mình chẳng học được cái gì, chứng tỏ là bạn chưa đúng hạ xuống về cái tôi để học hỏi, gọi là chưa hạ về con số không. Tại vì bởi vì bạn cảm thấy bạn hay, bạn giỏi nên bạn không học được những cái thứ của người khác đó. Nên là cái chỗ này là đầu tiên là khiêm tốn đến tận cùng đúng không ạ, thì sẽ vươn được tới tận trời cao đó. Nên là đặc điểm đầu tiên. Cái thứ hai là gì ạ? Những người biết mượn sức họ sao cả nhà? À, đúng, biết ơn. Tại vì sao? Họ không trân trọng, họ không biết ơn, họ không mượn sức được. Cho nên là Lan chia sẻ. Ví dụ như tuyến trên của bạn có muốn giúp bạn không? Muốn muốn chết luôn. Tuyến dưới tích cực mà tuyến trên không muốn giúp đỡ được thì người đó không phải là người muốn làm em quay. Đúng không ạ? Họ rất muốn giúp bạn nhưng không phải là họ sẽ giúp được bạn đâu. Bạn hẹn một người đến, bạn nói rất là tốt về tuyến trên. Cái tuyến trên đến, rồi tuyến trên nói chuyện với người bạn mới của bạn, cái người bạn bấm điện thoại, bạn kêu là bạn rất tôn trọng tuyến trên, anh ấy rất giỏi, mình theo anh ấy để học hỏi ấy. Là bạn nói cái gì người ta cũng mới thêm tin, tại vì con người người ta quan sát. Nên đó, là trong ngoài là không có bất nhất, mình hãy thực sự tìm được cái ưu điểm và những cái điều cảm xúc với người tuyến trên. Bạn không tìm được thì bạn đừng vội mượn sức, bạn hãy đi tìm cái đó trước, tại vì khi bạn mượn sức nó sẽ rất work đó. Cho nên là cái chỗ mà trân trọng biết ơn là tất cả những người á, giống như mình đi vay tiền người ta mà mình không biết ơn người ta, ai cho mình vay đúng không? Cái thái độ vô ơn mà đòi đi vay tiền, ai cho vay? Cho nên là khi mình nhờ người ta giúp đỡ có phải mình có thái độ tốt lắm không ạ? À? Nhưng mà đôi khi mình mượn sức tên trên mình không có thái độ tốt, mình nói là tên trên rồi sao này anh nói gì kỳ quá vậy, ủa anh sao hôm nay anh kỳ quá vậy, anh nói cái chỗ đó sai rồi anh, hay là anh đến trễ rồi anh, rất là nhiều vấn đề.
đúng ạ. Thì cái đó là mình thấy là trong cái quá trình làm việc nó sẽ có rất nhiều vấn đề, và đôi khi á, gặp một vấn đề nữa là mình giỏi, mình có trình độ nhưng mà tuyến trên mình á, thì lại không có trình độ và họ không giỏi. Nhưng mà họ không giỏi không lẽ họ không có gì hay sao? Mình hãy kiếm cái hay của họ để nói chuyện, đúng không ạ? Ví dụ như á, là người ta có thể là người ta không giỏi, người ta ra ngoài người ta mưu mô lắm, nhưng mà người ta rất thương gia đình. Thì mình hãy kể về cái con người đó với cái điểm tốt của họ, chắc chắn họ phải có điểm tốt chứ. Đó, nên là lúc mà Lan đi Thái Lan, Lan nghe được một FC chia sẻ rất là hay. Chồng của tôi á, khuyết điểm thì nhiều như sao trên trời, nhưng mà ưu điểm của anh ấy như mặt trời chiếu rọi. Cho nên chỉ cần tôi nhìn vào một cái ưu điểm đó, mấy ngôi sao nó mờ hết, chứ không có thấy cái đó làm sao sống được với nhau, đúng không ạ? Nên thật sự em quay là hành trình làm người. Lan nói thật ra là ông nào làm người tốt, ông đã mượn sức tốt. Tại vì cái người khiêm tốn, cái người trân trọng biết ơn là cái người rất là tốt, đúng không ạ? Rồi cái người như thế nào để mượn sức được cả nhà biết không? Vô cùng nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nhiệt tình nhưng mà nhiệt tình có cách nha, chứ không phải nhiệt tình tầm bậy tầm bạ là phá hoại cái công việc của người khác. Đó, nhiệt tình. Nói chung á, là biết giúp đỡ người khác. Nếu mà các bạn vào một hội nghị các bạn không có người, mà bạn rất là nhiệt tình vui vẻ với những người có người hoặc là người mới của người khác thì sao? Bạn chào đón giống như tuyến dưới của bạn thì sao? Người ta đến môi trường của bạn họ trị liệu, đúng không ạ? Tuyến trên thì đang sắp đất sang bang cái người đó, mấy người mới đến là người ta không có chăm sóc tốt, mà bạn bay vô chồng bạn chăm sóc thì sao? Đến ngày mà bạn có người chẳng phải người đó xả thân vì bạn hả, đúng không ạ? Nên là đây là chỉ là cái chuyện làm người thôi, mình cứ làm người tốt đi, nhiều người nhào vô giúp mình lắm, không nhờ mà có người muốn giúp nữa. Tại vì á, người khác mà nhận của mình nhiều á, người ta ngại lắm, đúng không? Con nhận của cô lành nhiều con ngại lắm, cô lành cứ mượn sức con đi. Đó, nên là cái đây là người người tốt là mượn sức tốt, đúng không ạ? Và bạn phải cố gắng để là gì ạ? Nhiều người biết đến bạn có nghĩa là từ quảng bá chính mình. Mình cần quảng bá chính mình với ai? Với người mới. Lắm nói nếu mà bạn muốn mượn sức người A tuyến trên của bạn để chia sẻ cho người C, nhưng mà bạn hồi giờ ăn ở với người C thì không tử tế, mượn tiền thì không trả, đúng không ạ? Cả đời thì không quan tâm hỏi han hết, dùng cái làm em quay kêu người ta đến chia sẻ bán hàng đa cấp, thì bạn có nói ông tuyến trên của bạn có là thánh không bao giờ nổi, đúng không ạ? Nên là đây là lại liên quan làm người, nên em quay đúng là 7 phần làm người, 3 phần làm kinh doanh. Đó, nếu mà bạn chia sẻ hôm nay bạn chẳng có quan tâm, nên bạn không hiểu gần đây người ta đang có một cái biến cố, người ta rất suy sụp, bạn gọi người ta đến bạn nói em quay sự nghiệp vĩ đại thì thiệt người ta muốn đạp cho bạn một cái răng luôn, đúng không ạ? Nên là thực sự mình phải là người thực sự hiểu quan tâm người khác á, thì có cơ hội là bạn hiểu họ bạn mới chia sẻ được. Rồi nếu mà cái mặt bạn á, làm em quay 3 tháng 1 năm mà như cái bánh bèo á, dạo gần đây khó khăn mà tuyến dưới ngủ đông gì đấy, tâm trạng xuống sắc đi chia sẻ, đúng không ạ? Dạo này hơi khó khăn là dinh dưỡng Nutrilite cũng không dùng luôn đó, cho nên là bạn nhìn cái mặt bạn là thấy là sắp bỏ em quay rồi, nhưng mà bạn mời một tuyến trên rất là giỏi đến chia sẻ cho người bạn của bạn không có ý nghĩa. Cho nên từ bạn, bạn rất quan trọng, cái thần thái của bạn, cái năng lượng của bạn, niềm tin của bạn, đó là cái điều sẽ ảnh hưởng người mới của bạn. Ông tuyến trên của bạn họ có biết là ai đâu, bạn có nói là FC đến nữa họ cũng không biết, đúng không ạ? Nên là mình là quan trọng nhất trong cái vụ quảng bá này, mình nghĩ đi, mình rất quan trọng cái quảng bá này. Nên là bản thân mình như thế nào, ok không? Đời sống mỗi ngày mỗi tốt không? Làm em quay có vui vẻ không? Cười nổi không? Gặp người ta mà người ta thấy có một chữ căng thẳng, đúng không? Thế thì không làm được. Nên là chị Thảo có nói một câu Lan thấy rất là tâm đắc: chỉ cần một dáng đi của chị ấy có thể bảo trợ được người. Tại vì nó thanh nhàn, nó thanh thản, nó nhẹ nhõm, cái điều mà rất nhiều người đang tìm kiếm. Họ có tiền nhưng họ đang kiếm cái sự đó đó. À, và người ta thấy như vậy, người ta nghĩ đời sống của người này rất tốt, mặc dù không biết là trong đó có bao nhiêu tiền đó, và họ chắc chắn là họ sẽ thích những cái điều tích cực và tốt đẹp. Cho nên mình nhá, là phải quảng bá chính mình bằng việc thực sự mình phải mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, năng lượng hơn, tin tưởng hơn ở trong em quay, và kiên trì hơn ở trong em quay đó. Và đây cũng chính là cách để bạn theo sát tuyến dưới của bạn. Bạn quảng bá chính mình chính là gì ạ? Tôi là người lãnh đạo đảng để bạn tin tưởng, bạn đi theo. Không cần nói nhiều, nhưng mà thông qua trạng thái năng lượng của bạn thì họ có thể có cái sự tin tưởng và đi theo bạn đó. Nên là mượn sức thì là bản thân mình là ông B này quan trọng lắm này đó. Nên là nếu mình làm tốt là ok, đúng không ạ? Rồi chính mình với cái người của mình muốn bảo trợ, muốn bán hàng, đúng không ạ? Và chính mình với ai nữa ạ?
với hệ thống. Bạn rất là muốn muốn mượn sức anh bá, nhưng mà anh bá không biết bạn là con mèo nào hết. Bạn đưa người đến, anh ơi đây là người mới của em, nhưng mà ánh mắt anh ấy khừng một giây, bởi vì anh ấy không hiểu ra bạn là. Cho nên là anh Tân lợi hại, Lan phải học hỏi anh Tân. Anh Tân lợi hại, hệ thống anh lách đảo trong Grado 5A là anh có hiền thân hơn em. Nên em mượn sức vẫn kém anh Tân lợi hại. À, ai anh cũng mượn sức được vì ai cũng biết anh Tân là. Đúng mà cô Lanh hay Linh Dung xung phong phát biểu, cho nên là đó là cái cơ hội. Nếu thực sự là nói là mình muốn phát triển cái năng lực của mình nhanh, là mình phải luôn luôn xuất hiện, mình nói để mình rèn luyện kỹ năng và sự tự tin của mình, thì có dịp thì mình hãy lên tuyến trên giao một cái là nhận liền, mặc dù chưa có kỹ năng, chưa biết làm. Nhận xong rồi hỏi, ủa anh ơi cái đó làm như thế nào? Được mà, được không ạ? Đó nên là chiến thắng chính mình, xây dựng chính mình, và mình sẽ trở thành cái tâm điểm để thu hút cái vũ trụ đến với mình, chứ không phải là tuyến trên mình giỏi mà được, đúng không ạ? Rồi quảng bá chính mình với đội nhóm nè. Đội nhóm nhỏ thì rõ ràng là càng cần quảng bá rồi, mình giúp đỡ mọi người trong đội nhóm mình là mình đang quảng bá chính mình như đó, đúng không ạ? Còn mình phải quảng bá mình với hệ thống lớn thì chỉ có là làm tổ trật tự nè, làm tham gia đại hội thành công đó, tham gia ban trật tự gì đó, hỗ trợ hội nghị. Rồi ví dụ như là bạn thường hay tham gia, ví dụ như có thể đi một số hội nghị gia đình để làm quen với các lãnh đạo khác. Rồi ví dụ như là bạn có thể là như nào ạ, tham gia Zoom, những cái chương trình mà Zoom sáng là được nói ấy, thì bạn nói vài lần là người ta sẽ biết là bạn là ai. Đó thì đó chính là để quảng bá chính mình. Công tác này vô cùng quan trọng nha. Rồi, khiêm tốn, trân trọng, biết ơn, giúp đỡ người khác, quảng bá chính mình. Đấy thì Lan thấy một vài cái điểm này là một à, và người những cái người này á họ chủ động. Thì thực ra những người biết quảng bá chính mình chắc chắn họ rất là chủ động, họ không bao giờ thụ động trong cái tập thể đó. Và nếu mà mình muốn mình tốt, mình nhanh thì rõ ràng mình phải thay đổi, mặc dù thay đổi rất khó, bởi vì Lan là một cái người cực kỳ khó nhờ người khác. Bởi vì sao ạ? À? Nói không phải, cho mình là số 8, mình khá là tính là nó cũng độc lập, nên khi mình nhờ mình thấy ngại, và những người ngại như vậy á, là không có mượn sức được. Cho nên để mà mình mượn sức bớt ngại á, là mình phải giúp người ta nhiều vô, đến khi mình nhờ người ta mình không ngại, được không cả nhà? Giúp mọi người nhiều vô, mình nhờ mình không ngại, còn nó bình thường mình chẳng giúp, đến khi mình nhờ mình cũng cảm thấy rất là kỳ cục đó. Ok, đây một người biết mượn sức, nên á mình mà là những người như thế này là tuyến trên trên mình nhá, hả, là sau này có người á, mình chưa đưa được người đến không sao, mình đưa được người đến mà mình không là cái gì trong đội nhóm nó mới kinh khủng. Cái người tuyến dưới của mình bước vào đội nhóm mà thấy mình chẳng có số mã gì trong đội nhóm là thấy không vui rồi đó. Đó nên là mình chỉ là một người rất là quan trọng trong đội nhóm á, thì tuyến dưới của mình sau này người mới họ thấy mình rất là ok, đó là mình sẽ lời cho cái quá trình mà sau này làm việc. Rồi vậy bây giờ mình nói này, chia sẻ về tuyến trên, giới thiệu về tuyến trên, hoặc là người thành công là thầy, là một cái lãnh đạo nào đó, tuyến ngang, tuyến dưới, nhà phân phối, mình kể thì mình kể cái thứ gì? Bởi vì một người có quá nhiều thứ để kể, bạn không thể nói 1 tiếng đồng hồ về một cái con người được, đúng không ạ? Người ta sẽ ngáp. Vậy thì bạn kể cái gì á, là cái cách mà bạn kể chuyện, gọi là ABC thực ra là kể chuyện, đúng không ạ? Cái cách bạn kể là tùy thuộc vào người C là người như thế nào, bạn phải hiểu. Hiểu C, C là ai, C cần gì, tính cách của C làm sao. Một người vô cùng trầm, ví dụ như là bữa trước có một cái bạn nào là bạn Tuyết mang tới, bạn ấy là người tu, đúng không ạ? Bạn ấy là cái người mà ở trong nhà dòng như là bạn ấy đi tu. Bạn ấy đi tu thì chắc là gặp bạn Hà Thủy sẽ rất là phù hợp, tại vì cái tông của bạn Hà Thủy hợp với người đó. Cái người đó nói chuyện rất là chững chạc và trầm, nói chung là từ từ ấy. Mà nếu mà đưa đến cho một người bụp 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 sang 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 cái là không hợp tần số, là nó dễ bị dội lắm. Nên là không phải là ông giỏi là mượn sức tuyến trên, không phải là hay đâu. Tuyến trên của bạn không thể bảo trợ mọi người cho bạn đâu, mà nên là bạn phải mượn sức được càng nhiều người càng tốt. Cho nên ví dụ như công nhân á, thì lôi đến cho một người công nhân nói hiệu quả hơn rất là nhiều đưa đến cho một cái ông giáo sư để mà nói, đúng không ạ? Người bác sĩ với người bác sĩ người ta rất là đồng cảm với nhau. Tại sao bạn Tiến vô trong này, bạn Tiến nghe câu chuyện anh Trường rất thích, bởi vì bạn là gì ạ, đang là ở trong nhà tù à, không à, bạn đang làm nhà nước, là xin lỗi, bạn đang làm nhà nước đúng không ạ? Anh Trường nhà mình là 10 18 năm làm nhà nước, đồng cảm vô cùng, đúng không ạ? Cái ông bác sĩ trực đêm trực ca là thấy là giống giống trực đêm trực ca giống nhau đó, nên nói chuyện nó sẽ vô đó. Nên là mình mượn sức ai là tùy thuộc vào cái người C này là như thế nào. Rồi thế bạn phải hiểu cái người C này tính cách của họ như nào, phù hợp với ai. Rồi bạn kể cái gì về cái người A này là tùy thuộc cái ông C này ông đang cần cái gì. Ví dụ như bạn Lan kể một cái câu chuyện tuyến dưới của Lan ABC về Lan, nếu mà ví dụ như gặp một người bị cái người sếp
đang là cái gì hoạch sách rồi đối xử rất tệ bạc đúng không ạ? Thì mình kể là rất là may mắn ở trong cái môi trường này mình rất là thích, bởi vì sao ạ? Mình cảm thấy cái con người rất là ok, đặc biệt mình có một cái người gọi là gì ạ? Người người bạn mà hỗ trợ cho mình nhé, thì bạn ấy là luôn luôn là rất là quan tâm, rất là động viên mình, bạn ấy sống rất là chân thật, bạn ấy quan tâm mình và cả gia đình mình nữa, nên là mình cảm thấy những cái tình cảm chân thành á, cùng là kinh doanh cùng là công việc nhưng mà mình lại có những cái mối quan hệ rất là thân tình như vậy, mình rất là quý đó, nên là cái môi trường rất là hay. Có hôm nào bạn có thể đi đến cùng với mình để xem đó, ví dụ như vậy. Thì mình kể cái gì đó là phải phù hợp với cái nhu cầu của ông C này đúng không ạ? Rồi ví dụ như ông C này là muốn tìm một công việc thì sao ạ? Thì mình phải kể, ví dụ như mình có một người anh, hiện tại anh cũng đang có một cái dự án, một cái công việc, anh ấy cũng đang cần một số người để hỗ trợ thêm. Thì buổi tối nay mình đi gặp anh, thì nếu mà bạn cảm thấy là bạn cũng đang cần tìm kiếm một công việc thì bạn qua bạn nghe xem cũng được đúng không ạ? Thì kể theo cái hướng như thế. Và cái ABC này là cái này cũng là học của tuyến dưới, bởi vậy tuyến dưới có nhiều cái rất hay để mình học đúng không ạ? Không phải ABC một lần, chúng ta thường nhắc đến một con người thì cái người nghe nhiều lần người ta có cái cảm xúc với con người đó, người ta cảm thấy gần gũi với con người đó và người ta cảm thấy là đã biết con người đó. Và ví dụ như khi bạn đi một cái chương trình nào, bạn đã kể về bạn mình là chuyên gia dinh dưỡng, bạn ấy là rất là có kinh nghiệm, bạn ấy hỗ trợ cho mẹ của mình, thì khi nào mà bạn ấy giảng ở trên sân khấu thì chụp một tấm hình gửi qua cho biết mặt đúng không ạ? Thì là mình nói đây nè, người bạn bữa trước mình nói với bạn nè đang chia sẻ ở trong chương trình về sức khỏe, thế người đó lại một lần nữa được nghe. Rồi bữa sau mình lại kể thêm một câu chuyện gì đó, một câu chuyện gì đó, mỗi ngày một chút. Và một ngày nào đó thì bạn đưa họ đến thì họ đã rất là có cảm xúc với con người đó. Và ở đây Lan chia sẻ một cái câu chuyện thực tế. Lan cũng không nghĩ là mẹ của bạn Hà Thủy lại ba mẹ của bạn Hà Thủy lại ABC đến mức độ này. ABC mà cảm thấy là người ta cảm thấy là mình là một con người tuyệt vời lắm lắm. Tại vì á, thực sự cô chú có cảm xúc, cái cảm xúc không thể nói giả tạo được, giả tạo ra nói biết liền. Trừ khi bạn là nghệ sĩ kịch tài và cực tài hoa, mà em quay hầu như mọi người đều là người thường thôi chứ không có nghệ sĩ đúng không ạ? Thì khi mà cô chú kể những cái cảm xúc của cô chú với mình đã hỗ trợ sức khỏe như thế nào, và nhiều lúc cô chú ấy cảm thấy là mình còn chăm sóc cái sức khỏe của cô chú ấy hơn là con cái trong gia đình đó, là nhiệt tình như thế nào đó, kể rất là nhiều về mình. Thì khi mà chị ấy chưa gặp nhưng mà chị ấy nghe là con bé Lan, thì đến ngày mà chị ấy gặp con bé Lan là chị ấy biết là con bé này là con bé Lan mà cô chú ấy nói, thì chị ấy đã có một cái tình cảm, cảm thấy là một cái tình cảm gì đó với mình, và như vậy có một cái sự tin cậy đối với mình rồi. Cho nên là không phải là mình cố ý để mà người khác nói về mình như vậy, nhưng mà tốt nhất là bình thường mình nên nên là những cái con người rất là tốt, những con người nhiệt tình và giúp đỡ, thì chắc chắn là những người khác sẽ nói rất là tốt về bạn bằng một cái tấm lòng chân thành. Cho nên là trong cái tương lai một ngày nào đó, cái sự gieo của bạn ở một cái chỗ này nó sẽ nở hoa một chỗ khác được không ạ? Lại quay về câu chuyện là 7 phần làm người, 3 phần làm kinh doanh đó. Rồi phù hợp, sự phù hợp, hiểu mới có sự phù hợp trong cái quá trình mình chia sẻ. Nếu ví dụ như ngày giống như Lan hôm nay, Lan có hẹn với một cặp vợ chồng, Lan hẹn đến cái chương trình hôm nay, Lan mở cái buổi học ngày hôm nay thực ra là cho cặp vợ chồng đó, nhưng mà cuối cùng cặp vợ chồng đó không đến, nhưng mà đội nhóm đến học tập cũng rất là vui, nhưng mà chắc chắn trong tương lai họ sẽ đến. Bởi vì khi mà người ta đến trị liệu ở cái chỗ mà cái chỗ văn phòng của mình nhé, thì mình cũng không hề tư vấn về sản phẩm, nhưng mà mình cũng hỗ trợ cho họ nhiệt tình, rồi có kiến thức thì chia sẻ thêm. Thì mình mới nói với chú ơi, chú bị nhiều cái vấn đề như vậy á, làm cái này chỉ là chữa cái ngọn thôi, chứ cái gốc là do những cái thói quen hàng ngày của mình, những cái sinh hoạt, những cái tư thế của mình sai. Mà mình muốn chữa những cái vấn đề tùm lum trong cơ thể mình là mình phải sửa từ cái gốc. Mình sửa từ cái gốc thì mình phải có kiến thức đúng không ạ? Cho nên á, là ngày tuần sau á, là con có một cái buổi chia sẻ cái kiến thức về sức khỏe xương khớp để mình biết cách chăm sóc như thế nào đó. Thì vậy thì cô chú cùng đến để mình nghe, rồi con hướng dẫn thêm rồi về để cùng có kiến thức và chăm sóc cho nhau. Thì nói như thế thì người ta cảm thấy cần. Hôm nay mặc dù người ta không đến được nhưng người ta đã nhắn tin, người ta rất là cảm ơn và người ta cũng xin lỗi vì có một cái việc đột xuất đó. Cho nên là Lan thấy là hãy làm người tốt và sau đó mình cho những cái thông tin tốt đối với họ và cần thiết cho họ là ok. Còn nó không 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 có vội gì để bán một cái bộ sản phẩm cả đúng không ạ? Bạn chỉ cần tốt và họ có kiến thức là họ tự xài, họ sẽ tự kiếm bàn để mà họ sử dụng sản phẩm thôi đó. Nên là đó là cái điều mà Lan thay đổi sau cái quá trình làm Amway. Thay vì cái thời kỳ đầu là sao ạ, liên tục cầm cái túi minh họa sản phẩm đi làm giống như một người bán dạo, và không phải làm chê trách cái việc minh họa sản phẩm, nhưng mà mình hãy tạo một cái bối cảnh tốt để chúng ta minh họa sản phẩm một cách vô cùng có giá trị được không ạ?
Đó, ví dụ như khi họ đã yêu quý ta rồi, rồi trị liệu rồi, mình kêu chú ơi tối nay có một buổi đồ nhóm con cùng sinh hoạt chú đến chơi, đó cũng có mấy cô chú lớn tuổi giống như chú, thế là chú ấy đến rồi chú thấy mình hôm đó mình sẽ minh họa sản phẩm mà người khác làm mình không có làm, thì người ta cũng sẽ xem được thôi. Và như vậy thì không chủ đích nhắm thẳng vào họ thì nó cũng rất là thoải mái, coi thích thì mua không thích thì thôi. Thì đó là cái cách của mình, hoặc đưa đến đại hội sức khỏe rất nhiều cách đúng không ạ, mượn sức chương trình và biết cách kể chuyện. Rồi người ta cần sức khỏe thì kể đến là gì ạ, cái chương trình có bác sĩ, có chuyên gia dinh dưỡng tư vấn, thì con cũng nhờ những cái chương trình đó con đến con học, thì bây giờ con mới hỗ trợ được sức khỏe của bố mẹ con này, rồi bản thân mình cải thiện, đỡ tốn biết bao nhiêu tiền bác sĩ. Nên thực sự con thấy mình rất là may mắn con được ở trong cái môi trường này và được học tập đó. Con thấy chú cũng quan tâm về sức khỏe, nếu mà tháng tới mà chú sắp xếp chú đi được với con thì thật là tốt cho chú đó. Thế thì mình cứ chia sẻ những cái kiến thức như vậy, nhưng mà bình thường ta phải là người rất là tốt, ta phải quan tâm với mọi người đó. Thì mình chia sẻ cái điều gì mọi người cũng có một cái sự tin tưởng và họ thấy thực sự là mình vì họ mà chia sẻ. Còn trong lòng bạn mà muốn bán hàng, bạn mà muốn bảo trợ là cái chữ đó nó viết trên mặt to lắm, muốn đúng không ạ, cái lời mình nói, cái hành động của mình, ánh mắt của mình nó sẽ thể hiện là muốn, muốn cái gì từ người ta là người ta sợ ta chạy mất tiêu rồi còn đâu đó. Nên là hãy làm người tốt đúng không ạ. Rồi rồi vỗ tay một cái được không ạ. Thôi ABC người thành công với những người như vậy là cái cơ bản là như vậy. Bây giờ kể về sản phẩm, kể về sản phẩm bạn thật sự bạn yêu sản phẩm mà bạn có kiến thức về sản phẩm, thậm chí bạn rất yêu sản phẩm bạn chưa có kiến thức bạn vẫn chia sẻ được sản phẩm đúng không ạ. Chị Hoa chưa có kiến thức gì là chị ấy đã lên được 12% nhờ chia sẻ sản phẩm rồi đó. Bởi vì thực sự người ta thấy chị ấy thay đổi. Nên bản thân mình hôm nay cái cửa mà nói là gì ạ, tự dùng rất quan trọng. Bởi vì sao ạ, biến mình thành sản phẩm của sản phẩm là vô cùng quan trọng. Đó, làm tin tưởng là cả nhà chỉ cần ở trong em mới đủ lâu, 1 năm 2 năm dùng sản phẩm, dùng dinh dưỡng, thay đổi ăn uống, dùng mỹ phẩm của em mới mà không đẹp hơn á, là một điều rất là kỳ lạ đúng không ạ. Và theo thời gian như vậy chắc chắn là những người xung quanh mình đã thấy, biết mình trước biết mình bây giờ mà sẽ phải tin tưởng đó. Cho nên càng lâu ở trong em quay càng lời, tại vì càng lâu đó, cái sản phẩm nó càng nóng, mẫu em quay, da em quay, xương em quay, tinh thần em quay, não em quay luôn, thì bạn rõ ràng là bạn quá độc đáo, bạn quá khác biệt với bạn ngày hôm qua đúng không chị đó. Chị Thủy đó, từ từ thay đổi chính mình bảo trợ được người ta đó. Rồi ok, mình là quan trọng nhất, sự nghiệp này của mình và mình là quan trọng nhất, chỉ có mình mới giúp mình thành công thôi. Còn mọi cái bên ngoài á, là nguồn lực. Bạn mà không ok, bạn không sử dụng được nguồn lực đâu. Rồi, ok. Rồi bây giờ ví dụ như đó, sản phẩm thì yêu sản phẩm đi, học kiến thức về sản phẩm đi. Giống như hôm nay Lan chia sẻ canxi mọi người biết rồi á. Mai mốt gặp người ta mà uống một hũ canxi á, biết cách đọc nhãn mác. Rồi biết cách người ta hỏi, sỏi thận không được uống canxi, bác sĩ dặn anh như vậy đấy. Thì mình có kiến thức để mà chia sẻ, đúng không ạ? Rồi, có kiến thức và tình yêu với sản phẩm và sự thay đổi của bản thân, không có gì mạnh mẽ hơn cái điều đó. Rồi công ty, kể về công ty Amway, Amway liêm chính như thế nào đúng không ạ, Amway tốt như thế nào, triết lý của Amway ra làm sao. Cho nên mình phải học rất là nhiều để mình biết những điều đó đúng không ạ. Rồi chương trình, bạn cảm được chương trình, bạn mới phát động được chương trình, bạn chẳng thấy gì hay ho bạn không mời người ta đi được đâu. Nên bạn yêu đại hội thành công, bạn yêu hội nghị gia đình, bạn yêu hội nghị, bạn yêu tất cả những cái thành viên trong đội nhóm mình, bạn sẽ phát động được đến cái chương trình của mình, do bạn chưa đủ nên là bạn không phát động được. Rồi rồi ABC khách hàng đi gặp ai là kể của lành, không phải kể chuyện cô bị bệnh không, mà lẫn kể là như thế nào ạ. À, mỗi lần gặp cô lành là con người tràn đầy năng lượng, mình không cảm thấy cô là người bệnh mà mình cảm thấy mình mới là người bệnh đó. Đi gặp cô lành mình mới cảm thấy mình là người bệnh đó đúng không ạ. À, tại vì mình gặp cô mình rất yêu đời, cô tràn đầy năng lượng, cô rất là giàu tình yêu với mọi người, lẫn kể với cô lành đó. Nhưng mà cô ấy là xuất phát điểm là từ một người như vậy, và một người mà bị bệnh tật mà nghe như vậy họ đang sầu khổ, nên mình nghe một người như vậy là muốn gặp đó. Cho nên là kể chuyện, kể chuyện, kể chuyện mượn sức. Rồi tư liệu, đưa một cuốn sách cho tuyến dưới thì cũng phải nói cái cuốn sách này có gì hay, đưa một video thì cũng phải nói là có cái điều gì thú vị mà cái tuyến dưới mình đang cần, thì như thế thì người ta mới coi đúng không ạ, nên cho có giá trị. À, còn giống như là anh Vương đưa cho anh Tô Vương Bá một cuốn sách mà anh Tô Vương Bá cực kỳ ghét đọc sách, cái xong đó là gì ạ, đến ngày ra vẫn chưa đọc được chữ nào nhưng mà vẫn gật đầu sách ok. Đó đấy, đó là những cái cách mà về cơ bản là như vậy. Rồi này là ABC, nói chung là ABC là kể chuyện thật tốt vào, kể chuyện thật cảm xúc và chân thật vào, thì các bạn sẽ hấp dẫn được nhiều người lắm đúng không ạ. Quan trọng trên nền tảng mình phải là người tốt, mình phải có cái nội hàm chứ không phải là ta chỉ là biểu diễn cho người khác xem. Nên hãy cố gắng là từ trong bản thân mình thay đổi và tròn trịa đúng không ạ.
Đó, cái phần đầu tiên là phần đó. Cái này là cái lau bảng hả? Anh Tân lau giùm em cái. Đấy đấy, đó, thấy chưa? Mai mốt ai cũng nhớ anh Tân đẹp trai hết, rất là tích cực lau bảng. Ngày xưa là thầy Trần Hiếu Bân cũng đi lau bảng cho thầy Phó Hồ Kiên. Nên cứ tích cực lau bảng mọi người sẽ nhớ đến mình. Đấy, thì sau khi mà mình biết ABC, mình đưa người ta đến được cái môi trường, đến với tuyến trên, đến với con người rồi, đến với đại hội rồi, thì cái phần tiếp theo là gì ạ? Là phối hợp. Hai người làm sao nhịp nhàng, chứ ông nói gà bà nói vịt là chết. Đúng không ạ? Phối rồi sơ thôi anh, không cần kỹ lắm. Phối hợp Hôm nay làm cho bạn rung. phối hợp để ông nói ba gà thì ba nói vịt, đúng không ạ? Tránh cái trường hợp như vậy. Thì khi phối hợp á, thì Lâm sẽ có một vài cái ví dụ về phối hợp. Thì mình làm MV mình hay phải có những cái tình huống nào phải phối hợp ạ? Phối hợp ở đâu? Thường hay phối hợp ở đâu? Cà phê. Rồi, phối hợp ở quán cà phê. Còn gì nữa? Ở đâu? Rồi, hội nghị gia đình. Ở đâu ạ? À? Lớn hơn hội nghị gia đình là những cái hội nghị lớn hơn, đặc biệt ví dụ như đại hội thành công, nó cũng bản chất nó cũng giống giống như nhau thôi. Đó. Quán cà phê thì cái tình huống đầu tiên là tình huống mà mượn sức, ví dụ như 1-1 hoặc là 2-1 trong MV là cái gọi là gì ạ? 2-1 không chột cũng què, và một cái cuộc mà gọi là làm việc á, hiệu quả thường là sẽ có mình, có một người nào đó mình mượn sức, và cái người mà mình muốn chia sẻ là cũng gặp ba người đó, thì là hai người là của nhà mình đúng không ạ? Cho nên là nó phải cần có một cái sự phối hợp. Vậy thì cái phối hợp này á, thường là chúng ta sẽ gặp có thể là về cái nơi mà chúng ta nên á, thì đầu tiên á, là chọn nơi chốn thì rõ ràng đưa về chỗ mình là tốt nhất, đưa về văn phòng của tuyến trên mình là tốt nhất, đưa đến cái hội nghị của mình là tốt nhất, đưa đến văn phòng của công ty là tốt nhất. Còn trường hợp gọi là thường sách là như thế, đến chỗ của chúng ta là tốt nhất, bởi vì chúng ta chủ động được mọi vấn đề và họ thấy được môi trường làm việc của chúng ta, chứ không phải là một người làm giàu, đúng không ạ? Bởi vì họ sẽ định hình là sau này họ có làm với mình là họ phải đi giàu như vậy, họ đôi khi họ sẽ sợ, họ chưa hiểu. Rồi cái thứ hai là không có thưởng sách thì sao ạ? Không đưa được đến chỗ của mình thì trúng sách là gì? Là ra quán cà phê, là tốn một chút tiền, nhân cho nhiều lần thì là tốn cũng nhiều tiền, nên là mình phải tiết kiệm, đúng không ạ? Đó, cà phê thì cứ hẹn mấy cái chỗ mà nó quán mà nó thanh lịch, mà nó rẻ, giống như Highland chẳng hạn. Cô Highland thì hơi đông, phải kiếm Highland hơi vắng vắng một chút. Highland là một chai nước suối nó bán có 10 ngàn thôi, mà cái không gian thì rất là ok, đúng không ạ? Tiết kiệm cho những cái bạn mới. Hoặc là lắng nghe cái thầy Pipon chia sẻ, thầy Pipon của Double Diamond tối hôm qua mở cho ở trên nhóm nghe chia sẻ, thì thầy đó là chuyên gia mượn cái KFC làm văn phòng, tại KFC nó vắng. Do đó các bạn chỉ cần kêu một cái kem, không ăn kem, tại vì kem không lành mạnh đúng không ạ, kêu chai nước suối đi, là mình có thể làm việc một buổi rồi đó, mình có thể ở những cái nơi đó mình mượn sức rồi phối hợp. Ở quán cà phê là trung sách, hạ sách là gì ạ? Cọp không ra khỏi hang thì ta vào hang ta bắt cọp, đúng không ạ? Nhiều lúc thực sự là phải đến, tại vì mình không đưa họ đi được là mình phải đến đó. Nhưng mà hiển nhiên khi mà mình đến mà họ có cảm giác là mình cần họ, thì các bạn biết thái độ của họ như thế nào rồi đấy ha. Đó, nên nhờ tuyến trên đến nhà khách hàng là đã giảm cái giá trị của tuyến trên một số, nếu bạn không biết cách nói chuyện đó, nên là mình phải chú ý cái này, tốt nhất là đưa họ đến chỗ mình. Rồi bây giờ phối hợp hai người, ví dụ như ở quán cà phê. Ở quán cà phê thì sao? Quán cà phê hay nhà mình cũng vậy, tại vì nó phải có cái chỗ ngồi đúng không ạ? Thì á, bàn thì nó có dạng bàn tròn và dạng bàn vuông, tròn hoặc vuông. Thì khi phối hợp này thì á, nó gọi là sao ạ? Bắt đầu từ cái khâu đầu tiên á, khi mà đến quán thì sao ạ? Ai đến trước? Mình đến trước, không được để bạn mình đến trước, bởi vì sao? Nên mình nhất định phải đi sớm. Bạn mình mà đến trước là họ sẽ chọn chỗ ngồi, lúc đó mình không có quản kiểm soát được cái chỗ họ ngồi rồi. Họ nhìn ra con đường đi không lại kêu mày vô phía trong đi, mày đừng có ngồi cái chỗ này, thì rất là kỳ cục và cảm thấy một cái gì đó nó không tự nhiên, đúng không ạ? Nên mình có sự sắp đặt, nhưng mà mình phải sắp đặt một cách thật là tự nhiên đó. Cho nên là bạn là phải đến trước này, thời gian chú ý bạn đến trước ai đến sau,
sau đó sẽ là người bạn của mình đến, rồi thường là cái người mượn sức sẽ đến cuối cùng, ai quan trọng thì xuất hiện sau đó. Và khi mà tuyến trên của bạn đến thì đôi khi nếu mà bạn là nhà phân phối mới thì tuyến trên của bạn sách hơi nhiều, tại vì cuộc này OBB chẳng hạn, đúng không ạ? Thì nào là minh họa sản phẩm, bạn chưa có túi minh họa sản phẩm luôn, rồi tuyến trên minh họa sản phẩm, rồi cầm một cái cặp táp trong đó chứa rất nhiều tài liệu, đúng không ạ? Rồi cái hợp đồng mở thẻ cho người của bạn đó, đúng không ạ? Thì bạn thấy tuyến trên của bạn thì bạn vui lòng ra đón tiếp vui vẻ tí, nên là lại phải rèn luyện chứ không phải đến lúc đó mới mới diễn. Thực ra diễn là không diễn được lâu, diễn kiểu gì cũng lộ. Cho nên là mình là cái người hồ hởi thì lúc nào mình cũng là người hồ hởi. Và nếu mình trân trọng tuyến trên chứ không phải trân trọng người mới, bạn phải nhớ tuyến trên của bạn luôn luôn quan trọng hơn người mới. Người mới bạn không bảo trợ được người này, bạn bảo trợ được người trên người kia, nhưng tuyến trên bạn chỉ có một. Nên là tuyến trên hôm nào quan trọng, đừng có thái độ với tuyến trên. Đúng không? Trân trọng người mới quá cho nên là khi tuyến trên đến trễ là tự nhiên là cau có với tuyến trên chẳng hạn. Đó là tuyến trên gây lộn với vợ đến chia sẻ tâm trạng không tốt lắm, thì bạn cũng có lúc như thế mà. Nên bạn cũng thông cảm, đúng không ạ? Nên là mình hãy sao ạ? Nhớ tuyến trên hồi nào cũng quan trọng hơn người mới. Ok, đúng không ạ? Mời tuyến trên đi ăn. Đối tốt với tuyến trên. Có quà cho tuyến trên, đừng có đem cho tuyến dưới như là cho khách hàng nhiều quá. Đúng không? Thái độ của bạn bình thường là thể hiện đó. Bạn phải sao ạ? Mình xác định là tuyến trên là quan trọng nhất trong sự nghiệp Amway của tôi. Ngoài tôi ra tuyến trên là quan trọng nhất trong sự nghiệp Amway của tôi. Đúng không ạ? Người sẽ xả thân vì tôi, người sẽ hiến xác vì tôi, người giữa đêm tôi gọi cũng sẽ bốc máy của tôi, đúng không ạ? Đó là tuyến trên rồi, khoáng cà phê à, quên lộn nói tuyến trên mà. Rồi cho nên là thấy tuyến trên đến thì tới giúp, rồi khi tuyến trên nó mà hỗ trợ bạn thì sao ạ? À? Bạn phải giúp nó hỗ trợ tuyến trên minh họa sản phẩm thì sao ạ? À? Bạn ngồi coi coi điện thoại, cái rồi là tuyến trên nó bày ra tùm lum thứ rồi đi lấy nước luôn, đến khi làm xong bạn cũng dọn phụ tuyến trên luôn. Thế thì người ta coi tuyến trên của bạn, nhìn cái thái độ của bạn là tuyến trên nói gì cũng xong, không còn cần quan tâm. Tại vì người ta cảm thấy là thậm chí bạn cũng không tôn trọng người đó thì việc gì mà họ phải nghe và họ phải tôn trọng, đúng không ạ? Rồi nên là mình phải phải hỗ trợ những cái đó, hay biết minh họa thì minh họa sản phẩm đi, đúng không ạ? Biết OBB thì OBB, nếu mà mình cảm thấy mà mình làm được để mình rèn luyện, mà tốt nhất là mình người của mình nên để cho tuyến trên nói hoặc là người khác nói, còn đến khi mình đó, là nói cho người của tuyến dưới mình, tại vì người của mình nói nó khó lắm, đúng không ạ? Người mình nói rất là khó, bị tâm lý. Và bạn cũng bạn làm em quay lúc đầu á, bạn đổi nghề mà bạn mới là ông bác sĩ, tự nhiên hôm nay chuyển thành ông chuyên gia bán hàng đa cấp nó rất là khó, đúng không ạ? Rồi bạn là một người công nhân thì hôm ngày hôm nay bạn tư vấn về dinh dưỡng như một chuyên gia, thế như vậy á là người ta sẽ bị sốc, nên bạn phải cho người ta có cái thời gian chuyển đổi nữa, cho nên là thích nghi từ từ. Và như vậy á, thì lúc đầu mình hãy mượn sức và sau đó mình học tập, trong cái quá trình mượn sức đó mình quan sát, mình học tập và mình rèn luyện, để khi mà mình có tuyến dưới rồi mình sẽ là người cho tuyến dưới mượn sức, đúng không ạ? Rồi rồi hỗ trợ tuyến trên như vậy, rồi tuyến trên bay đến, rồi tuyến trên vô đến bàn rồi sao, rồi làm sao để chắc chắn là ông tuyến trên phải ngồi ở bên bên phải cái người đó, nếu mà tuyến trên thuần phía tay phải, đúng không ạ? Bây giờ tuyến trên ở đây thì cái người của bạn này viết như thế này thì người đó phải ngồi ở đây, là cái người C là phải ngồi ở đây, đúng không? Còn bàn là ở đây này, làm sao chắc chắn là sẽ thứ tự ngồi như thế này, thì chỉ có bạn đến sớm thôi, bạn phải chọn chỗ của ông C, là cả nhà biết rồi đúng không ạ? Ông C là cái người mới của mình, là ông phải ngồi cái chỗ mà không bị phân tâm, ngồi mà thấy gái đẹp đi qua đi lại rồi váy ngắn là sẽ phân tâm, ngồi thấy cái tivi là sẽ phân tâm, thấy cái gì động đậy là sẽ phân tâm, cho nên tốt nhất là nhìn vào bức tường là không có phân tâm đó. Nên là mình lừa ông làm sao rơi vào thế ông phải ngồi nhìn tường. Thì bây giờ mình vô mình ngồi ở đây rồi, ok chỗ tôi đây, làm sao để ông tuyến trên chắc chắn ngồi đây mà xe ở đây, là cái ba lô hành lý cái gì đó là phải để ở đây đó. Nên là theo bình thường là vô thấy chỗ nào còn trống là mình sẽ ngồi, người ta sẽ ngồi ở đây, rồi xong tuyến trên đến thì lấy đồ ra cho tuyến trên ngồi, rồi nhớ kêu nữa cái tuyến trên cái đang thao thao với người mới. Thế là tuyến trên đến, tuyến trên ngồi xong là tiếp tục câu chuyện thao la thao với người mới, tuyến trên ngồi đó. Cũng có trường hợp như thế, có đấy đó, nhưng mà khi đó thì mình phải gọi nước cho tuyến trên của mình, đúng không ạ? Còn không kêu anh uống gì hoặc là kêu phục vụ gì đó để kêu nước đã, rồi giới thiệu với nhau, trong khi gì đó thì mình giới thiệu với nhau. Giới thiệu với nhau thì giới thiệu ai với ai trước ạ? À? Thực ra là biết tầm 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 rồi nhưng mà vẫn phải giới thiệu. Nên cả nhà biết không ạ? Phải cho thông tin trước mà đừng có sát giờ rồi cho các anh tuyến dưới ơi. Mình khổ lắm, mình nhắc hoài luôn nhưng mà vẫn cứ quên. Trời ơi, người ta cũng phải nghiên cứu về con người đó, phải chuẩn bị có nói cái gì chứ, đâu phải là mình là gọi là sao bấm bấm nút cái là nói trúng được, cho nên là mình phải hiểu về đối tượng, đúng không ạ?
Cho nên là mình phải chuẩn bị cái gì, sản phẩm nào là phù hợp với đối tượng, minh họa sản phẩm mà gặp đàn ông mà đưa mỹ phẩm theo là nát, đúng không ạ? Gặp người hôi nách mà cứ minh họa cái gì gì đâu không, thì phải là làm khử mùi, đúng không ạ? Nên phải hiểu về cái đối tượng của mình, nên cho thông tin trước rất là quan trọng đó. Cho càng nhiều thông tin càng tốt, hiểu càng kỹ về người đó càng tốt, càng là cái chuyện thâm cung bí sử càng tốt. Bởi vì sao ạ? Mình không phải là người tập mạch cuộc sống của họ, mình chỉ muốn hiểu họ để biết là làm sao để giúp đỡ họ, họ hiểu em hay thôi đó. Nên là mình phải cho thông tin. Đến giới thiệu là giới thiệu ai ạ? Bình thường ví dụ như bạn dắt một cái nhân viên của bạn đến gặp một công ty đối tác, một ông chủ công ty đối tác, thì rõ ràng là mình sẽ giới thiệu. À, dạ em giới thiệu với anh, đây là nhân viên của em, bạn này thì sẽ hỗ trợ cái dự án này thế kia, đúng không ạ? Nên là mình phải cho cái thông tin của cái người người bạn này trước, rồi mình sẽ giới thiệu là đây là bạn Lan. Bạn Lan là cái người mà hỗ trợ sức khỏe cho mẹ mình chẳng hạn, giống vậy. Cái bữa trước là mình đã chia sẻ với bạn đó. Thì nói chung là về giới thiệu về người tuyến trên là phải giới thiệu từ trước, cái người muốn sức là phải nói từ trước, đừng để đến nơi rồi sau đó bạn thao 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 bất tuyệt. Ồ, bạn Lan là huy chương vàng của đại học Bách Khoa, bạn Lan có kinh nghiệm 10 năm dinh dưỡng, là Lan muối mặt tại đó luôn đó. Khen là khen, phải khen sau lưng, chê là chê trước mặt, là quân tử, đúng không ạ? Đó, cho nên là mình khen, người ta khen sau lưng nhưng người ta bớt ngài, là mình phải kể về cái người mà mình muốn sức trước đi. Đó, nếu mà bạn làm được như vậy là hiệu quả rất cao. Còn bạn không làm được á, bạn bốc ngang tuyến trên, gọi là tạo ra một cuộc gặp tình cờ ở quán cà phê á, là tất nhiên hiệu quả nó sẽ không cao. Mình biết hiệu quả không qua cao, đúng không ạ? Rồi, giới thiệu trước, cho thông tin trước, cho thông tin rồi là hỗ trợ, tập trung trong cái quá trình mà tuyến trên chia sẻ thế nào là tôn trọng người khác. Đó là gì ạ? Người khác nói mình không nói leo, người khác nói mình không làm việc riêng đấy. Cho nên là có một số cả nhà cũng nghe cô Tâm chia sẻ rồi, đúng không? Tuyến trên thì minh họa sản phẩm, nói dăng hết nước miếng, đúng không? Đổ môi hột, nhưng mà tuyến dưới thì đang bận ngủ vậy nhưng mà vẫn làm được, là phải làm rất nhiều và chết rất nhiều người đấy, mà mình muốn là bớt chết, đúng không ạ? Đó, cho nên là mình phối hợp, tuyến trên nói gì thì mình chăm chú lắng nghe, lấy cuốn tập ra, cảm thấy có cái gì hay thì ghi, không hay thì cũng ghi luôn. Bởi vì sao? Đôi khi cái đó đã nói rất nhiều lần nhưng mà mình vẫn ghi. Mình ghi là bởi vì mình muốn giúp người bạn của mình thấy được là mình tôn trọng cái điều đó, và mình đang học hỏi, và để họ tập trung lắng nghe. Cho nên là gì ạ? Cái này là kỹ xảo, nhưng mà cái mục tiêu tốt thì gọi là nghệ thuật, đúng không ạ? Đó, ghi 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 chú, ghi lại, cầm một cái cuốn sổ tay nho nhỏ rồi ghi chép một vài ý hay, rồi trong khi nói thì mình gật gù, đừng nói anh ơi chỗ này anh nói sai rồi, công ty em quay thành lập năm 1959 chứ không phải là 69 đâu anh. Đó, chỗ này là không phải là 8 triệu hai anh ơi, nó là 10 triệu cơ, là xong rồi. Người ta mới, người ta hiểu gì đâu, đúng không ạ? Nhưng mà bạn chỉnh trên trên bàn là bạn chết đó. Rồi nên là cứ gì về là đóng cửa nói với nhau, tập trung này, có cái gì hỗ trợ được thì mình hỗ trợ. Đặc biệt đến cái phần quan trọng là phát động đại hội thành công dùm cho bạn á, thì cực kỳ phối hợp, đúng không ạ? Tuyến trên nói rất nhiều về đại hội thành công, giá trị mà người bạn mới đó nếu đến sẽ thu hoạch được. Thì á, trong khi tuyến trên nói như vậy á, thì quay thì cái người bạn đó, người bạn mới mới quay qua hỏi bạn, đợt này mày có đi không? Cái mình nói là đợt này tao họp công ty rồi, hay là đám cưới rồi, thế là xong. Tuyến trên nói bả cả 2 tiếng đồng hồ là vô dụng, đúng không ạ? Bạn cứ nói là bạn đi đi, rồi gần đến ngày đó ta tính, được không ạ? Mình nói dối nhưng mà lời cho người á, trong 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 đạo Phật người ta cũng nói mà, nói dối mà lời cho người đôi khi vẫn phải nói dối đó. Rồi ok, đó là hỗ trợ như vậy. Đặc biệt là những cái lỗi mà Lan thấy hay gặp là gì ạ? Làm việc riêng là một, thực sự là cái điện thoại là một cái kẻ thù nguy hiểm của tất cả chúng ta, rất nguy hiểm luôn. Lan nói là cái điện thoại này nó hại người kinh khủng. Tại vì á, là cái thói quen á, mình nghiền mà mình không không để ý, có nghĩa là khi mà mình không rờ vào nó, mình không mở lên nó, tự nhiên trong lòng mình cảm thấy nó bồn chồn á, đúng không? Một ngày không vô Facebook là tự nhiên thấy nó bồn chồn, nó thiếu thốn cái gì á, là mình đang nghiền mà mình không hay, cái não mình đang nghiền. À, nên là tập trung, à, không làm việc riêng này. Rồi thêm nữa một cái là gọi là nói leo. Thôi ơi, làm khổ nhất là gì ạ? Tại vì mình hào hứng mà thực sự cái lỗi này Lan đầu Lan mắc hoài luôn. Lan đi với tuyến trên của Lan, mà tuyến trên của Lan mà nhận luôn á, bực bội luôn. Bởi vì sao? Người ta nói một câu á, mình cảm thấy từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện mà tự nhiên á, mình là bạn mình mà mình ngồi im, hình như mình không có chính kiến gì hết, rồi mình không có vai trò gì hết, thế là mình cũng bay vào mình nói. Tuyến trên nói hay, cái mình nói thêm một cái, tuyến trên nói mình nói thêm một cái, nó mất cái dòng tư tưởng của sự dẫn dắt đó. Nên là khi mà mình chêm một câu là người ta đang dẫn đến đoạn đó, là người ta phải vòng ngược lại, nó rất là khổ cái tư tưởng á.
Rồi thêm nữa một cái cảm giác của một người mới, cả nhà cứ tưởng tượng nha, một người mời mình đến, một người làm đa cấp mời mình đến, coi như mình chưa làm đa cấp đi, đúng không ạ? Một người làm đa cấp mời mình đến, sau đó người này nói tốt, người kia nói tốt, người này nói tốt, người kia nói tốt, hai người tranh nhau nói là em mua rất tốt. Cảm giác của mình là gì? Giống như là hai người này đang vào hùa với nhau để gì á, luộc mình, luộc mình, đúng không ạ? Nên á là cái này cũng là học tuyến dưới. Tuyến dưới nói là gì ạ? Khi mà đã mượn sức được người khác mà người khác nói cho mình là mình quá sướng, đừng nói gì hết, dám chặt cái miệng của mình lại đi. Tại khi mượn sức được thì hãy mượn đi, lúc mà không mượn sức được, lúc chớ ở bàn mình về hay là lúc tuyến trên về rồi, lúc đó tâm sự hai người đàn ông, đúng không ạ? Lúc đó mình mới tâm sự. Vừa rồi bạn nghe bạn thấy chia sẻ bạn thấy sao, bạn thấy em mới như thế nào, rồi sau đó mình lắng nghe, mình nghe nhiều hơn nói, sau đó thì mình lấy cái điều người ta nói mình về mình mưu trí với tuyến trên mình để mình coi là tiếp theo mình phải làm gì với người đó cũng được, đúng không ạ? Hoặc là mình cũng tâm sự, hồi trước tao cũng nghĩ như mày nhưng mà khi tao tìm hiểu tao thấy dày dày nè. Chứ tránh cái trường hợp là hai người cùng một lúc mà bay vào nói cho một người là họ chạy mất dép luôn, họ sợ và họ cảm thấy họ đang bị công kích, họ đang bị gì à, họ là ở một chiến tuyến và mình ở một chiến tuyến. Nên mình phải làm sao trong cái cuộc gặp ba người á thì cái người bạn của mình có cảm giác là hai chúng mình là một chiến tuyến, còn cái ông này là một ai đó đến chia sẻ thôi. Đó là cái điều mà mình cần phải làm được, đúng không ạ? Ok, đó là cái sự phối hợp. Cái phối hợp này thì Lan nói đó là gì ạ? Mình biết quảng bá, mình có thái độ biết ơn, trân trọng, khiêm tốn và tinh thần hỗ trợ, các bạn sẽ mượn sức rất là tốt. Nói chung là làm người tốt sẽ mượn sức rất tốt. Tiếp theo, hội nghị. Trong hội nghị sự phối hợp vô cùng quan trọng. Bởi vì đôi khi một hành động sơ ý của bạn có thể giết chết một ước mơ, một tương lai của một người nào đó, của ai đó. Được không ạ? Cái câu chuyện này Lan chia sẻ với mọi người cho nên Lan nói cái điện thoại rất nguy hiểm. Lan biết là ngày hôm nay mọi người rất là nhiều việc và có thể thực sự có những cái việc quan trọng. Nhưng mà ở trong hội nghị đó, mọi người hãy chú ý. Có một lần Lan đi dự một cái chương trình đào tạo BTC ở bên Nguyễn Thị Minh Khai. Lan ngồi, hôm đó thì Lan ngồi một mình, không có ngồi với tuyến dưới. Và bên cạnh thì có một cái người nhà phân phối dắt được một nhà phân phối mới đến. Thì khi mà Lan ở cái hôm đó thì Lan lại ghi chép trên điện thoại. Cả nhà có từng là không sử dụng giấy mà note trên điện thoại không? Tại vì giấy thì mai mốt viết đầy quá rồi bỏ, nhưng mà điện thoại lúc nào cũng cầm theo được. Thì mình cũng nghĩ đơn giản như vậy thôi nhưng mà rất là lầm. Tại vì khi mình cầm cái điện thoại như vậy người ta không biết mình ghi chép. Một lúc sau người bạn đó mới vỗ nhẹ cái vai mình, chỉ cái điện thoại của mình không nói. Tại vì người của người ta ngồi cạnh mình mà. Mình cảm thấy mình đã rất là vô ý, mình rất vô duyên, mình đã rất là, có nghĩa là mình vô tình đã làm hại cái người người ta. Tại vì con người nó có một cái khả năng bắt chước. Thứ nhất, thấy mình cầm điện thoại họ nghĩ là người chia sẻ không quan trọng. Tại quan trọng thì mình đâu có coi điện thoại, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là con người ta bị lây. Lây là mình cầm là tự nhiên người kia cũng nhớ nhớ cái điện thoại, ngứa ngứa tay. Thấy một người hút thuốc thì tự nhiên cái người mà đã từng nghiện thuốc á, người ta cảm thấy thèm. Đó, cũng vậy, đúng không ạ? Nên nó là trong hội nghị Lan sợ nhất là cái hôm mà chốt cơm mà đại hội thành công á, người mới thì ngồi bên cạnh cứ phải lấy điện thoại ra coi nó chốt cơm chưa. Ôi giời, đến là khổ, đúng không ạ? Nên là mình cố gắng vô điện vô hội nghị mà lỡ mà có việc thực sự cầm điện thoại á, đi ra ngoài gọi cuộc điện thoại gì đó, tránh sử dụng trong hội nghị. À, nói người khác với mình thỉnh thoảng cũng sai chứ không phải không, nhưng mà mọi người hãy tỉnh thức, được không ạ? Cái thứ hai nữa là cái tâm trạng của bạn, cái tâm trạng của bạn đến với hội nghị rất là quan trọng. Bạn muốn mượn sức cái ngôi trường, ngôi nhà này thì đây chính là mái nhà của bạn, đúng không ạ? Con người của bạn, hệ thống của bạn sẽ được nuôi dưỡng trong cái mái nhà này. Cho nên đây là cơm ăn áo mặc của mình, đây là tài sản của mình, tài nguyên của mình phải bảo vệ, mình phải vun sới, đúng không ạ? Không phải của ai hết, không phải hệ thống của thầy Trần đâu, hệ thống của tất cả mỗi con người trong chúng ta. Mà nếu mà chúng ta không đóng góp cho hội nghị đã chẳng làm được cái gì, thì vô hội nghị cố gắng là gì ạ? À? Tươi tỉnh vui vẻ vỗ tay. Nếu buồn ngủ thì vui lòng đến cuối hội trường đi qua đi lại một lúc hoặc vô nhà vệ sinh rửa mặt, đúng không ạ? À? Còn có Lan đi hội nghị Lan đã từng nhéo cho bầm cả cái chân của mình rồi, nhưng Lan có buồn ngủ, Lan hiểu lắm. Hiểu chứ, đúng không ạ? À? Thì bây giờ Lan mới nói với tên dưới á, là bây giờ đội nhóm mình sắm sắm cái XF đi. Đại hội thành công ngồi rất là lâu rất mệt, đúng không ạ? À? Nên XF cả nhà không có để dùng hàng ngày, nhưng mà đại hội thành công là nhất định là phải có 2 ngày 2 lon để không giết người của người khác và mình cũng theo sát người của mình nữa, đúng không ạ? À? Nên đến hội nghị không có người thì tinh thần phải tốt, tại vì không có người á, không có người rất là lời, bởi không có người bạn mới tập trung bạn học được, bạn không có người bạn mới quan sát người của người khác được.
bạn mới quan sát những cái lãnh đạo khác đang nói gì với người của mình đang theo sát như thế nào được. Nên lúc không có người là lúc rất là hạnh phúc, bởi vì bạn có cơ hội để học để phát triển. Còn bạn có người, bạn sắp bắt sang vang quan tâm đến tâm trạng của người mới, thấy nó buồn ngủ thì mình cũng phải lo gì chà chà rồi là gì 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 đó đúng không ạ, gạch 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 gì trên mặt đúng không ạ, có đi vệ sinh không em, cùng nhau đi vệ sinh nhé đúng không ạ. Nói chung là phải theo sát người, nó rất là phân tâm đó. Nên là mọi cái xảy ra đều có lợi, không có người thì có cơ hội học hỏi. Nên mình hãy giữ cho tâm trạng của mình tốt ở cái hội nghị, vỗ tay thì vỗ tay cho tốt đúng không ạ. Mình tập một cái vỗ tay cho tốt nào, một hai ba. Đấy, vỗ tay này là lên được diamond rồi này. Thầy Võ Hậu Kiên đến Việt Nam mà dạy diamond mỗi cái vỗ tay. Vỗ như thế nào để có khí lực, phải học. Giống như em quay vô, em quay là phải học, phải là ăn cơm là phải ăn như thế nào. Mặc dù từ nhỏ anh lớn là đã ăn cơm bao nhiêu năm rồi đúng không ạ? Nhưng giờ ăn cơm bầy cho nên giờ nó bành, bây giờ phải học cái ăn cơm như thế nào cho nó đúng cách. Thì bây giờ vỗ tay như thế nào để có khí lực? Thì hai bàn tay mình biết là mình phải vỗ như thế nào, vỗ khí. Và không được vỗ hời hợt, cái người vỗ hời hợt là vỗ 5-7 cái là thả tay, nghe là biết là không phải vỗ từ tâm rồi đó. Người mà vỗ từ tâm là hào hứng, phải vỗ tay một cái là người ta nói là vỗ tay phải được 12 cái. Mai mốt là cứ đếm số trong lòng, vỗ là nghĩ là mình sẽ mượn sức và mình sẽ phát triển Amway là vô cùng tốt. Cho nên á, thế giới này là phụ thuộc vào cái tâm của bạn, cái tâm của bạn phát ra cái gì. Những cái này kỹ năng cả nhà thấy nó đều đòi hỏi một cái nội hàm ở trong nội tâm của mình, phải là một sự chân thật chứ không thể nào giả dối lâu dài được. Cho nên là mình phải là gì ạ, thực sự rèn luyện con người tâm tính của mình bên trong mình tốt, thì Lan tin tưởng là sự nghiệp Amway của mình sẽ phát triển một cách vô cùng bền vững, bởi vì nó có một cái gốc rễ rất là bền vững đúng không ạ. Cho nên là thông qua ngày hôm nay cũng hy vọng là cả nhà của chúng ta sẽ học được một cái kinh nghiệm gì đấy để bớt phải ngã đau giống như Lan trong những cái giai đoạn đầu tiên và đánh mất rất là nhiều cơ hội của người khác. Đó, và chúc cả nhà của chúng ta là gì ạ, tiếp tục nhớ trọng điểm của Amway là gì ạ? Không ngừng học tập, tập trung vào chính mình, làm chính mình thật là tốt, thì sự nghiệp Amway của các bạn là gì ạ? Tiền đồ vô lượng, và chúc các bạn thành công ạ.